Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của bản tin phố đêm ngày hôm nay, ngày đầu tuần 21 tháng 3 năm 2016. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì cảnh sát Pháp và cảnh sát Bỉ đã bắt đầu một cuộc truy lùng mới, một nghi can mới liên quan đến vụ thảm sát ở Paris vào tháng 11 năm ngoái. Vào ngày hôm nay thì cảnh sát Bỉ đã đưa ra thông báo kêu gọi công chúng hỗ trợ cung cấp thông tin bắt giữ tên Najim Laharoui, 24 tuổi. Kẻ này mang bí danh là Kaya. Và theo như thông tin trước đây thì Kaya là tên mà đã đi cùng với tên Abdeslam, nghi can khủng bố vừa bị bắt giữ vào thứ Sáu tuần trước. Hai người này cùng đi du lịch với nhau vào tháng 9 đến Budapest, Hungary trước khi mà vụ khủng bố tại Paris xảy ra. Và hôm nay tiết lộ mức sâu rộng của mạng lưới khủng bố sau khi mà cảnh sát bắt giữ được nghi can Abdeslam. Cảnh sát cho biết là họ đang quan ngại là có khả năng những cái cuộc khủng bố, những cái cuộc tấn công khủng bố sẽ xảy ra vào trong tương lai. Sau khi bắt giữ được nghi can khủng bố Abdeslam thì các nhà chức trách cho biết là tên này sẵn sàng ra tay những cái vụ khủng bố khác trong tương lai với cái sự trợ giúp hỗ trợ của một cái mạng lưới khủng bố rất là rộng lớn. Giới chức cũng cảnh báo khả năng là một làn sóng mới những cái tên chiến binh khủng bố ISIS chuẩn bị thực hiện những cái cuộc tấn công trong tương lai. Và ngày hôm nay thì luật sư của tên Abdeslam cũng cho biết là thân chủ của mình tỏ ra rất là hợp tác với giới chức, và sau này cuối cùng thì tên này cũng sẽ được dẫn độ về Pháp. Thưa quý vị, như vậy là Tổng thống Obama đã đặt chân tới Havana, thủ đô của Cuba trong một cái chuyến công du lịch sử. Đây là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đặt chân đến Cuba kể từ năm 1928. Và tại Havana, Tổng thống Obama và Chủ tịch Raúl Castro đã có một cái buổi họp báo, cùng chung một buổi họp báo. Và tại buổi họp báo này, hai vị lãnh đạo đã cho thấy cái sự khác biệt với nhau rất là nhiều, rất là rõ ràng về vấn đề nhân quyền, về vịnh Guantanamo, cũng như những cái khác biệt khác về quan điểm giữa quốc gia, quan điểm về quốc gia và thế giới. Và tranh cãi đã xảy ra rất là rõ ràng, trong khi mà Tổng thống Obama tỏ ra rất là thoải mái trả lời những cái câu hỏi mang tính chỉ trích từ các ký giả, thì ông Raúl Castro lại tỏ ra khá khó chịu. Và Chủ tịch Castro đã có đôi lúc tỏ ra bực bội, giận dữ khi mà nhận được những cái câu hỏi từ ký giả xoay ông ta về vấn đề nhân quyền, về tù nhân chính trị. Và thậm chí ông ta thách thức là nếu mà có danh sách những cái tù nhân chính trị thì hãy đưa cho ông ta. Ông ta nói rằng nếu như mà quý vị có danh sách những cái người được coi là tù nhân chính trị thì hãy đưa cho tôi. Và nếu đúng họ là những tù nhân chính trị thì họ sẽ được thả ngay ra tối hôm nay. Trong khi các nhà hoạt động về nhân quyền họ cho rằng tại Cuba hiện nay có hàng chục người tù nhân chính trị đang bị giam giữ, thì chính quyền lại cho rằng những người này không phải là những tù nhân chính trị, mà những người này là những người phạm tội hình sự thông thường. Và trong khi đó thì ông Castro cũng kêu gọi Hoa Kỳ là dỡ bỏ lệnh cấm vận và rút quân ra khỏi vịnh Guantanamo. Ông Obama nói là đáp lại là việc lệnh cấm vận thì có thể sẽ được dỡ bỏ nhưng mà không biết bao giờ. Và cũng tại buổi họp báo chung ngày hôm nay thì cả hai vị lãnh đạo của hai quốc gia đã cho biết những cái bước tiến triển trong việc những cái thỏa thuận đạt được giữa hai quốc gia về du lịch, về nông nghiệp, về những về môi trường, về giáo dục cũng như là về thương mại giữa hai bên. Liên quan đến về vấn đề nhân quyền thì ông Castro đặt câu hỏi ngược lại với giới truyền thông là các vị hãy nói cho tôi biết xem có bao nhiêu quốc gia ở trên thế giới đã ký kết những cái thỏa thuận mà rồi lại không có tuân thủ. Cuba cũng ký kết những cái thỏa thuận nhưng mà không có phải là tất cả. Và ở quốc gia chúng tôi thì chúng tôi có những cái quyền tối thượng, quyền thiêng liêng
trong đó bao gồm là y tế và giáo dục phổ quát. Ông nhấn mạnh đến cái nền y khoa hiện đại ở quốc gia này. Và sau buổi họp báo vào buổi tối hôm nay thì Tổng thống Obama sẽ tham dự cái cuộc gặp mặt gặp gỡ giữa các doanh nhân giữa Hoa Kỳ và Cuba. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì hội nghị thường niên của Ủy ban Quân vụ Mỹ-Israel đã diễn ra tại trung tâm Verizon ở Washington DC, Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý vị, đây là một hội nghị thường niên mà nơi các nhà chính trị thường dùng là điểm dừng chân để trình bày những cái chính sách đối ngoại với cái khu vực Trung Đông. Và sáng hôm nay thì bà Hillary đã có một bài phát biểu rất là hùng hồn tại đây. Và bà Hillary không những trong cái bài phát biểu của mình không những là làm nổi bật cái kinh nghiệm của mình trong khu vực Trung Đông mà còn đá móc đá xéo qua ông Donald Trump, ứng cử viên Cộng hòa đang dẫn đầu. Bà Hillary cho rằng là với cái tình hình bất ổn đối với những cái xung đột đang nóng bỏng hiện nay thì chúng ta cần một người ổn định, chứ chúng ta không có cần một vị tổng thống mà lúc nói này lúc nói kia, vào thứ hai thì nói là tôi giữ vị trí trung lập, thứ ba thì nói là tôi ủng hộ Israel, và thứ tư thì không biết ông ta sẽ như thế nào. Và bởi vì cái gì cũng có thể đàm phán được, nhưng mà bà Hillary nhấn mạnh, nhưng mà đối với tình hình an ninh của Israel là điều không thể đàm phán. Và bà cũng kêu gọi là nếu như mà quý vị thấy một cái cây chắn ngang thì phải phản đối, nếu mà gặp bạo lực thì phải lên án, và nếu như mà bị bắt nạt thì phải đứng dậy chống ông ta. Mặc dù bà Hillary không có nêu tên, nêu đích danh, nhưng mà ai cũng biết là bà đang ám chỉ đến ông Donald Trump. Và cái hội nghị thường niên của Ủy ban Quân vụ Mỹ và Israel lôi kéo rất là nhiều nhà lãnh đạo Do Thái đổ về. Và ngày hôm nay thì sau bà Hillary thì các ứng cử viên khác cũng đã có bài phát biểu tại đây, ngoại trừ ông Sanders, bởi vì hiện nay ông Sanders đang tập trung nguồn lực và những cái nỗ lực tại hai tiểu bang Arizona và Utah. Sau bài phát biểu của bà Hillary Clinton là bài phát biểu đến buổi chiều tối, là bài phát biểu của ông John Kasich, và ông Donald Trump thì phản bác lại bà Hillary, gọi bà Hillary là một mối đe dọa, và bà Hillary là một người không có đáng tin tưởng. Thưa quý vị, như vậy là vào ngày mai thì sẽ có cái vòng sơ bộ ở các tiểu bang phía Tây, trong đó có Arizona, Utah và Idaho. Trong đó Arizona mang tính rất là quan trọng đối với đảng Cộng Hòa, bởi vì đây là tiểu bang mà người thắng sẽ lấy hết tất cả số đại biểu ở đây, là con số 52. Huy Nga xin chuyển qua phần tin về địa phương. Vào ngày hôm nay thì hãng PG&E đã đưa ra khuyến cáo người dân quanh vùng vịnh San Francisco hãy cẩn thận với cái màn lừa đảo thu tiền điện qua điện thoại. Thưa quý vị, trong suốt thời gian vừa qua thì đã có những cái vụ mà những cái tên lừa đảo gọi điện tới nhà của người dân và báo cho họ, đe dọa họ là nếu như mà không có đóng tiền điện của những cái hóa đơn chưa có thanh toán ngay lập tức bằng thẻ trả trước thì điện của họ sẽ bị cúp. Thì nhiều người dân đã mắc bẫy, nhiều người lo sợ là điện của mình đã bị cúp và cung cấp cái thông tin và họ đã mất tiền. Và PG&E nhấn mạnh là họ không bao giờ thu tiền qua điện thoại và cũng không bao giờ cho nhân viên tới nhà thu tiền cả. Và khuyến cáo là khách hàng không nên cung cấp thông tin cá nhân của mình qua điện thoại. Và nếu như mà nạn nhân nào vô tình đã xảy ra, đã bị lừa thì nên gọi điện báo nhà chức trách địa phương.
Thưa quý vị, vào sáng sớm ngày Chủ nhật thì đã có một vụ hỏa hoạn xảy ra làm hai căn nhà bị cháy, làm hư hại hai căn nhà ở San Jose ngay trên dãy 3200 đường Mount McKinley Drive, và đã khiến 12 người lớn và hai trẻ nhỏ bị đẩy ra ngoài đường. Và Hội Hồng Thập Tự đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức và đã tìm cách giúp đỡ những nạn nhân này và tìm cách đưa những nạn nhân này tạm thời về chỗ ở mới. Và hiện nay thì nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, mặc dù các nhà chức trách biết rằng là lửa bắt lên từ cái sân sau. Và Hương Gia xin kết thúc phần tin của ngày hôm nay tại đây. Và kính chúc quý vị một buổi tối thật là bình an. Và cũng không quên nhắc là quý vị nếu có thời gian hãy vào báo calitoday.com và truyền hình calitoday để xem những cái bản tin địa phương, cộng đồng, cũng như những bản tin thế giới mà chúng tôi vẫn luôn cập nhật thường xuyên, và những cái phóng sự, những cái bình luận chúng tôi vẫn thường xuyên thực hiện. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chúng tôi và kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Hương Gia xin cảm ơn và xin chào gặp lại.